Rồi cứ tiếp tục rồi làm lại cho thầy. Hai ba thở ra, đừng đừng nó rặn hơi quá. Rồi hai ba, hãng hơi ra, đúng rồi, tốt, mạnh lên, mạnh nữa, đúng rồi, hơi nhẹ lại, đúng rồi. Rồi bây giờ tới xì, lấy hơi vô, rồi hai môi, đúng rồi, chỉ cần thở nhẹ là đã kêu ha. Hai ba, hãng hơi ra luôn, đúng rồi. Hai ba, dứt khoát, chính xác, dài ha. Rồi chuẩn bị mạnh lên, nhẹ lại từ từ đó, nhẹ lại từ từ là như thế này ha. Khi mình thổi muốn mình sẽ tập như vậy không? Si, ba, si, ba, si.